đưa lên cho mấy bà nổi tiếng bớt cho ở nhà không chịu nổi gì hết. À, hiện tại mọi người đang tập trung đóng phôi nha. Càng ngày tay nghề của chị Xíu càng nhanh hơn, thao tác tốt hơn. Mấy bữa là 7, nay 2, 4, 5, 6, 7, 8, nay lên 8 người rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người. Một người đông mấy, 8 người làm cổ. Còn bên xe múc thì riêng. Đấy, chuẩn bị vào lò hấp. Vào lò gần đủ rồi, còn thiếu một vàng, hai vàng đây nữa là đủ. Bắt đầu đóng tiếp là hấp tiếp, nối tiếp nhau. Đây, mình sẽ qua mình coi thao tác. Thao tác trồng bịch nha. Rồi, anh đây là anh chuyên đốt lò đây. Đây. Thao tác trồng bịch mình sẽ tính thế này nè. Tính bao nhiêu dài nha, bây giờ bắt đầu đếm nè. 35 dài nè, 36 nè. Rồi, tôi đếm. Ủa quên, nãy giờ mình không đếm bịch ra. Tính lại chứ. 47. Một tên cũng 50 rồi, bắt đầu đếm nè. Một bịch nè. 2 bạch nè, 3 bạch nè, 4 bạch nè, 5 bạch nè, 6 bạch nè, 7 bạch nè, 8 bạch nè, 9 bạch nè, 10 bạch nè, 11 bạch nè, 12 bạch nè, 13 bạch nè, 14 bạch nè, 15 bạch nè, 16 bạch nè, 17 bạch nè, 18 bạch nè, 19 bạch nè, 20 bạch nè, 21 bạch nè, 22 bạch nè, 23 bạch nè, 24 bạch nè, 25 bạch, đúng 1 phút. Từ 50 giây kia qua tới 50 giây nọ. Đấy, mình bù hao này kia hết cho khoảng cỡ chừng 20 bịch thôi. Vì cái thời gian nhiều khi còn nghỉ nè. À, hoặc là mùng nó hết rồi hay là dừng thao tác nữa. Là 1 phút tương đương khoảng 20 bịch. Hồi mấy bữa thì 1 phút tương đương khoảng cỡ 15 bịch. Nay đã lên 20. Tức là 1 phút 20 bịch. Đó là mình bỏ bớt nha, 20 mấy bịch, 24, 25 bịch, nhưng mà mình tính 20 bịch thôi thì sẽ quy ra đó. Nhưng mà càng làm chừng nào thì thao tác nó càng nhanh chừng đó, nó sẽ quen dần đi. Thì 1 phút là 20 bịch thì 10 phút 200 bịch, 60 phút 1.200 thì tính 1.000 thôi đó. Từ thời gian đá ỉa nữa đấy. Rồi, đó là quy trình đóng phôi bên truyện nấm nha. À, quay cho cả nhà xem luôn. Đấy, mấy sàn, mấy trúc lên phễu sàn xuống đây. Xe thì sẽ múc nâng lên đổi xuống. Đó, ở mấy video trước thì nấm cũng có nói khá là nhiều rồi. Nên là bây giờ chỉ nói sơ lại thôi. Quay cho mọi người thao tác chỉ xíu sẽ càng nhanh hơn. Ví dụ như là đóng khoảng 5-7 ngày nữa hay tuần nữa thì có thể nhích lên thêm vài ba bịch nữa đó. Với lại nó còn phụ thuộc vào khá nhiều là yếu tố. Ví dụ như phải có một người phụ. Ví dụ bình thường thì có người phụ giúp xe nâng lên rồi. Hay là dọn rác đồ á. Ví dụ như đổ ba cái lạc vạc rác sàn ra rồi đấy, thì sẽ giúp chỉ càng nhanh hơn nữa. Chứ còn làm tí xíu xong đứng dậy đi đổ xà bằng. Rồi, cảm ơn mọi người nha.